Vâng, xin được chào đón toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Tâm Hero. Hôm nay em giới thiệu đến anh em một cái dòng sản phẩm của công ty Bayervia Đài Loan. Đấy, mã là Bayervia T9. Tất cả đây là hàng thanh lý phòng hát và là hàng tuyển chọn trong lô em nhé. Hàng tuyển chọn trong lô cực kỳ là đẹp luôn. Tay sơn zin dọn inox rất là đẹp em nhé. Và đặc biệt là cái lô này thì không có một cái tay nào nó bị gãy lấy pin ạ. Không có một cái tay nào nó bị gãy lấy pin luôn. Và em lấy cái lô này giá cái lô này thì cũng rất là tốt. Thế nên là hôm nay em sẽ để cho anh em cái giá rất là rẻ, cực kỳ là rẻ luôn. Và hôm nay em vẫn đồng thời tặng cho anh em một cái bộ pin sạc cái này. Đấy, không những mic đẹp rẻ mà hôm nay em sẽ tặng cho anh em một cái bộ pin sạc cái này em nhé. Đấy, anh em nào xem video thì vui lòng cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em. Bên em hiện tại còn rất là nhiều mic em nhé, rất là nhiều mic, rất là nhiều vang, và em sẽ thanh lý một vài cái mặt hàng là mic vang với cái giá chỉ có vài trăm nghìn trong cái thời gian tới. Thế nên là anh em nào đang có nhu cầu là mua sắm cho mình một cái bộ mic bãi hoặc là một cái con vang bãi thì có thể đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em nhé. Thì quay lại cái dòng mic này thì em giới thiệu qua một chút. Đầu tiên là cái mic này, cái mã của nó là mã Bayervia T9 đấy, của công ty Bayer Đài Loan sản xuất. Đấy, những cái dòng mà đây, những cái này là những cái chính hãng, tên tuổi của nó ghi luôn trên cái đầu thu luôn nhé. Đấy, những cái đơn khác, những cái hàng như mic Sansui hoặc là những cái mic khác thì có thể đặt hàng của công ty Bayer. Đấy, nhưng mà đây là chính hãng của Bayer luôn này. Đấy, Bayer nó sản xuất luôn và nó lấy tên thương hiệu luôn ở trên này luôn. Đấy, Bayervia T9. Một cái dòng sản phẩm cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cái mặt của nó là mặt phay nhôm này, cái mặt này mặt phay nhôm này, cắt CNC này. Đấy, cái màn hình của nó thì hiển thị rất là sắc nét, rất là sáng. Đây là những cái nút điều khiển, đây là những cái nút điều khiển. Đây, và trên này anh ạ, đây trên này. Đấy, trên này nó có cái tem của Bayervia này. Bayervia anh mình chưa? Bayervia này, Đài Loan, Taiwan, Carol. Đấy, đây là cái trang web của nó em nhé. Đây là một cái sản phẩm chính hãng của công ty Bayervia. Và em chỉ có cái số lượng của nó không có nhiều đâu, số lượng chỉ có mấy bộ thôi. Đây cái tay của nó đây. Đấy, cái tay của nó rất là đẹp. Đấy, tất cả là sơn zin hết em nhé. Tất cả là sơn zin hết. Và đặc biệt là không có một cái tay mic nào là bị gãy lấy pin. Đấy, không có một cái tay mic nào là bị gãy lấy pin. Còn đây là cái phần nội thất của nó em. Đây, cái phần nội thất của nó thì đây là một cái dòng Bayervia bỉ xanh. Đấy, con này sử dụng cái chip xử lý là microchip, là chip nó sử dụng chip xử lý của nó rất là to em nhé. Đấy, rất là to. Đấy, những cái đời này sản xuất năm 2016-17 nhưng mà những cái linh kiện của nó còn rất là mới ạ. Đấy, còn rất là mới. Đấy, cái dòng này thì thật sự mà nói thì cái tiếng nó không kém nhiều so với Bayer vỉ tím thôi ạ. Đấy, nó chỉ khác cái màu vỉ thôi, gần như nó chỉ khác cái màu vỉ thôi. Đấy, ở đây là phía sau của nó này. Đấy, phía sau bao gồm hai rắc ca lông, một rắc 6 ly. Đây, cái phía trước của nó này, ở bên ngoài nhìn nó còn đẹp hơn em nhé. Bên ngoài nhìn nó còn đẹp hơn rất là nhiều luôn. Cái này em còn chưa vệ sinh nhỉ, cái này lau sạch đi nó rất là sáng đẹp luôn. Đấy, Bayervia T9. Đây cái tay của nó đây, em quay sát em xem. Đây là một cái dòng mic mà lịnh giọng hàng đầu ấy ạ, lịnh giọng hàng đầu và nó cũng rất là tiết kiệm pin luôn. Đấy. Đấy, bây giờ em thử qua cái tiếng này em nghe nhé. Đây cái tay mic em đã lắp sẵn một cái tay mic ở đây. Đây. Đấy, rất là đẹp em. Đấy, dọ này em thay hết bằng dọ inox cho nó sạch sẽ em nhé. Thay hết bằng dọ inox luôn này. Đấy, bây giờ em thử qua cái tiếng này em nghe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. D, 6, 7. Một cái dòng mic hát rất là nhẹ luôn ạ. Rất là nhẹ và tiếng rất là bay. Đấy, lịnh giọng cực kỳ tốt luôn. Nếu như mà nói về hàng bãi ấy, thì cái sản phẩm của công ty Bayer Đài Loan là cái mic lịnh giọng hàng đầu em nhé. Lịnh giọng hàng đầu và không những thế nó rất là tiết kiệm pin và cái độ bền của nó rất là cao luôn. Đấy. Và tất cả những cái này đều là nguyên bản hết, đều là nguyên bản hết. Đấy, một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng và cái số lượng nó không có nhiều đâu ạ. Cái số lượng nó chỉ có 7-8 bộ thôi. Đấy, hàng này hôm qua em vừa mới về, vừa mới bóc xong. Đấy, và em bán luôn. Đấy, em dọn qua một chút này em bán luôn em nhé. Em dọn qua một chút em bán luôn, không hề có mông má hay sửa chữa một cái gì cả em ạ. Đấy, chỉ có mấy bộ thôi. Chỉ có mấy bộ thôi. Bình thường cái mic này cái giá của nó rất là cao, giá khoảng tầm nếu mua mới nó rơi khoảng tầm từ 6 đến 7 triệu một bộ. Đấy, nhưng mà hàng bãi tuyển chọn đẹp, cực kỳ là đẹp như này. Hôm nay em sẽ để cho em cái giá cực kỳ là tốt em nhé. Chỉ có 1.680.000 nhé. Chỉ có 1.680.000 một cái bộ mic bãi như này. Đồng thời là em sẽ tặng cho anh em một cái bộ pin sạc này nhé. Đồng thời em tặng cho anh em một cái bộ pin sạc như này. Đấy, chỉ có 1.680.000 anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra, anh em được test thử nhé. Đúng cái mặt hàng như này, đúng cái sản phẩm như này thì anh em mới thanh toán cho em anh nhé.
đấy, một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng mà chỉ có 1.680.000 mã là Bayer VT9. Anh em nào chốt cái mic này thì có thể gọi điện cho em theo cái số là 0369 797955 hoặc là 0912 797955, em để dưới góc màn hình em nhé. Chỉ có mấy bộ này thôi, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cái xe nó không có nhiều đâu, nếu anh em mà không nhanh tay thì cũng không có nhiều đấy ạ. Đấy, chỉ có 1.680.000 em bán phải nói là em bán cái giá cực kỳ là tốt cho anh em rồi. Đấy, và đồng thời em tặng pin sạc bao ship cho anh em, cái giá nó quá là rẻ anh em nhé. Thực sự nó quá là rẻ luôn. Đấy, nếu như anh em mà mua một cái bộ mic mới thì cái giá 1.500.000 anh em chỉ mua được cái dòng mic nó cực kỳ là đẻo luôn, chứ đừng nói gì những cái dòng mic xịn như này. Đấy, một cái dòng mic mà tên tuổi Bayer kia này. Đấy, cực kỳ là đẹp. Hàng tuyển cho em nhé. Anh em nhận, anh em lưu ý cho em là anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra, anh em được test thử. Đấy, nếu như không đúng như quảng cáo, nếu không đúng hình như này, anh em có thể trả lại cho em. Anh em không mất 1.000 nào anh em nhé. Đấy. Một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng mà chỉ có 1.680.000. Đấy, bao ship tặng pin sạc cho anh em. Anh em nào chốt thì gọi điện cho em theo cái số dưới góc màn hình em nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, chỉ có mấy bộ thôi anh em, mà không nhanh tay là hết em nhé. Đấy, rất là đẹp em. Đấy, anh em xem video thì vui lòng cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em. Đấy. Xin chào toàn thể anh em, hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo.